Hôm nay em sẽ quay và giới thiệu tới quý khách hàng, tất cả các bác gần xa, xem chiếc xe Camry số tự động, chiếc Camry luôn các bác nhá. Chiếc xe ít tiền và vẫn đảm bảo về chất lượng. Ít tiền mà vẫn đảm bảo về chất lượng các bác nhá. Xe Đức Sơn màu vàng, form dáng là cái loại đời thấp này thì nó gọi là form dáng bánh mì. Đấy, người ta đặt cho cái chiếc xe Camry này có cái tên là như vậy. Đây là số tự động của xe đây. Có màn hình, có cam lùi sắc nét luôn. Và khóa khiển các thứ này là đầy đủ luôn. Và nội thất của xe thì rất là đẹp và rất là sáng và tươi nhá. Đấy. Phần này được thiết kế bằng da này, một loại da cao cấp luôn. Da xịn cao cấp luôn các bác nhá. Có túi khí luôn, hai túi khí, một túi khí nằm ở giữa vô lăng và một túi khí nữa đây này. Đấy. Số tự động đi rất là nhàn nhã, và dòng xe Camry thì các bác biết rồi, đi rất là sướng, rất là đầm và rất là chắc chắn, đúng không ạ? Rất là đầm và rất chắc chắn. Form dáng đẹp và giá tiền thì không biết, thì nó loanh quanh 100 triệu thôi các bác đã mua được chiếc xe Camry rồi. Chiếc xe rất thương hiệu, một chiếc xe được rất là nhiều người biết đến, đúng không ạ? Cứ đi ra Camry ra ngoài đường nó đã oai rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là dòng xe này rất phù hợp với lại một số đối tượng là cô chú các bác lớn tuổi, đúng không ạ? Rất phù hợp luôn. Đây thì em quay sơ qua phần nội thất bên trong cho các bác xem nhé. Chiếc xe có nội thất rất là sáng và còn tươi, rất là tươi và rất là sáng, sạch sẽ, gọn gàng. Thì các bác thấy nội thất được thiết kế một cái màu hơi gọi là, các bác thấy gọi là hơi pha một chút bột tím, đúng không ạ? Và sàn của xe này vẫn là sàn lý nhá. Đây các bác xem này, vẫn là sàn lý luôn. Các bác vệ sinh cái là sạch đẹp ngay. Đấy, ghế da sạch đẹp, âm thanh nghe như vũ trường luôn. Đấy, tuy ít tiền nhưng như vũ trường nhá. Bên em hiện tại thì đang có hai chiếc xe như thế này luôn. Đang có hai chiếc như này nhá. Thì các bác thấy này, cửa đóng rất là hay luôn này. Đây cửa đóng nhá. Em đóng cho các bác xem này. Đấy, rất là nhẹ, đóng phập luôn. Như là những cái mẫu xe đời cao nhiều tiền, đúng không ạ? Nó là nhiều cái mẫu xe đời cao nhiều tiền đóng cửa không thích con này cơ. Đây các bác xem này. Đấy, rất là nhẹ nhá. À, các bác xem này. Chỉ cần tùng một ngón tay thôi đã vào luôn rồi, đúng không ạ? Kiểu mua xe có đến tháng 9 năm 2020, còn dài. Chiếc này đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, biển Sài Gòn đấy ạ. Lốp nắp còn dày. Đây, lốp nắp còn dày nhá. Là răng đúc 4 quả luôn. Và đây là chính cái phần đầu của chiếc xe này. Đấy, form dáng của xe được thiết kế ra nhìn tuy rằng đời thấp nhưng mà còn khá là bắt mắt. Và form dáng của xe dòng Camry quá rồi, đúng không ạ? Nội thất rất là rộng và thân hình của xe rất là dài. Nó rất là dài luôn. Nó dài hơn Vios rất là nhiều, gần 1 mét luôn. Dài hơn Vios gần 1 mét luôn nhá. Dòng này chạy cực kỳ đầm và cực kỳ là chắc. Đấy, rất đầm và rất là chắc nhá. Đây, quay các bác xem chi tiết. Đèn của xe thậm chí vẫn là đèn xịn này. Vẫn đèn xịn nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. Đấy, chiếc xe còn khá là chất đấy ạ. Đấy, số tự động. Và động cơ của chiếc xe này là máy 3.0 các bác nhá. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng trên dưới 10 lít. Trên dưới 10 lít trên 100 km. Nếu mà các bác nhà mình đi thì các bác biết rồi, đúng không? Dòng tuy rằng 3.0 nhưng mà đây là cái mẫu xe nó xác nó cũng nhẹ. Và thứ hai là dòng Toyota thì luôn luôn được thiết kế là tiết kiệm xăng, đúng không? Động cơ 3.0 nhưng mà rất tiết kiệm xăng nhá. Và máy của nó được thiết kế là máy phun xăng điện tử chứ không phải máy chạy chế đâu. Cho nên là nó cũng tương đối là tiết kiệm đấy ạ. Phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa ABS 4 bánh luôn các bác nhá. À, lốp đây, lốp còn tương đối. Thân vỏ các bác yên tâm là thân vỏ không mục mọt. Thân vỏ không mục mọt. Đối với cái mẫu xe này thì quan trọng nhất là thân vỏ là không mục mọt, đúng không ạ? Thân vỏ không mục mọt và máy móc số má là phải ngon. Nội ngoại thất sạch đẹp tí, đúng không ạ? Thì nó sẽ đảm bảo cho một chiếc xe. Còn những dòng xe này thì tất nhiên là va quẹt một tí thì cũng không quan trọng lắm, đúng không ạ? Nhưng mà tai nạn nặng là không có đối với cái mẫu xe này của em nhá. Đấy, va quẹt thì cũng có đối với cái mẫu xe này nhưng mà tai nạn nặng không có đâu. Đấy, cột kèo nó vẫn còn nguyên. Đèn trước đèn sau đèn xịn luôn đấy ạ. Đèn xịn luôn. Sơn xi của xe này con thấy là sạch sẽ gọn gàng. Chiếc xe có form dáng gọi là form bánh mì. Rất phù hợp đối với lại các bác nào mà sử dụng về cái việc chỉ đi lại đón con đón cháu thay chiếc xe máy, đúng không? Ngồi được rất là nhiều người luôn. Những cái mẫu xe này
cái chất lượng của nó thì kể cả như đời cũ thì nó vẫn còn rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, các bạn xem rồi, gọi là những cái mẫu xe lồi đồng mang tên là được mệnh danh là những mẫu xe lồi đồng cối đá, lồi đồng cối đá luôn, phá cũng khó hỏng luôn, đúng không ạ? Rồi thân vỏ xe nhá, thân vỏ là không bị va quệt, cho nên là tôn nó còn được như thế này, có là một tiêu bọc con như này. Còn thì phần sắt xi và phần khung vỏ xe dòng này rất là dày dặn luôn, rất là dày, thân xác khá là nặng các bác nhá, cho nên là chạy thì rất là đầm và rất là chắc chắn luôn. Đối với mẫu xe này các bác nhà mình đi thì rất yên tâm luôn nhá. Lốp thì còn tương đối, lốp béo các bác nhá, lốp này là lốp béo. Bây giờ em bắt đầu quay chi tiết các bác xem nội thất đây. Các bác cùng em đi chi tiết phần nội thất bên trong của chiếc xe này nhá. Đây, nội thất của xe thì bây giờ em mời các bác cùng xem. Và tất cả cánh cửa ra để các bác xem chi tiết phần nội thất bên trong nhé. Dòng này phải nói rằng là tuy đời thấp nhưng mà còn chất lượng còn tốt thật đấy. Đây, mời các bác xem chi tiết nhé. Bây giờ trời cũng đang chuẩn bị về tối thì em cũng sẽ quay làm sao chi tiết một chút để các bác ngắm. Bình thường ban ngày nó sáng sáng một chút thì quay xa cũng thể là nhìn thấy, nhưng mà bây giờ em quay gần hơn nhé, quay gần hơn chút. Những phần này hoàn toàn bằng da nhé, là da xịn, một loại da cao cấp, da xịn nguyên bản theo xe đấy các bác nhé. Đấy, kính điện này, chốt cửa này, đấy, chốt cửa này, ấn nút này, chốt này. Đấy. Kính điện bốn cánh lên xuống nhẹ nhàng, lên xuống rất là nhẹ nhàng. Và những phần vách cửa đây các bác xem này, nó không có hiện tượng bị han mọt, han dỉ gì. Đấy, những cái phần bậc bệ lên xuống này, vách cửa này, đấy, những cái gioăng cửa này, gioăng cửa thậm chí còn đẹp luôn. Tuy rằng đời thấp nhưng gioăng cửa vẫn còn đẹp luôn này. Đây, phần lóc đây nhá. Đây, chiếc này thì theo thời gian 5 tháng thì cái phần sơn của nó sẽ bị hơi mờ một chút, các bác về mình dùng gara đánh bóng thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, chỉ phần lóc thôi, chủ yếu phần lóc này các bác đánh bóng thì nó sẽ sáng đẹp. Đây, một bộ ghế da thì còn mới, mà ghế da này là một loại ghế da cũng khá là xịn đấy ạ, ghế da xịn nhá. Đây, mang tên Camry này. Đây, hộp đồ này, đây các bác xem này, số má nhảy rất là ngon các bác nhá, số má nhảy rất là ngon. Đây, cốp đồ đây, cốp đồ cũng khá là rộng đấy ạ. Hệ thống điều hòa sử dụng tốt, rất là mát luôn, rất là mát luôn. Màn hình âm thanh hay và tất cả chức năng điện đóm của xe cũng đầy đủ nhá. Có khóa khiển đấy các bác nhá, đây khóa khiển này. Và trần của xe thì vẫn là trần lý này, hơi bẩn một chút ở trên, các bác có thể về mình lau đi cái là sạch sẽ thôi. Em sẽ quay chi tiết luôn các bác xem về cái chiếc xe này của bên em. Đấy, một chiếc xe tuy rằng là đời thấp nhưng mà để mà nói thì có thể so sánh đối với những cái mẫu xe đời cao nhá. Ở chỗ này là nó cái keo nó, đây các bác mình gắn keo cái là sẽ nó sẽ bị đỡ bị bung xuống đây. Camry thì có cái rồi, đúng không? Luôn luôn đẳng cấp theo thời gian. Đấy. Đây các bác nhá. Những cái phần này là đều là bằng da xịn nha các bác nhá. Da xịn, da cao cấp luôn đấy nhá. Da xịn cao cấp luôn. Đây cũng vậy này, nguyên zin, chưa làm lại. Phần bậc bệ lên xuống đây này. Đấy, các bác xem. Trước này là nhập Nhật nhá. Em có một chiếc nữa là nhập Mỹ. Nhập Mỹ thì nó có cửa lóc. Nhập Nhật thì nó không có cửa lóc. Đấy, bác nào thích chiếc xe nào để em đến em để cho giá hợp lý thôi, với cái giá là cũng loanh quanh trăm nhô trăm thôi. Các bác thấy chỉ với tầm tiền đó thôi các bác có thể là mua được chiếc xe ô tô đi mà mang thương hiệu Toyota Camry luôn, đúng không ạ? Một bộ ghế còn là khá đẹp, tì tay này. Âm thanh của chiếc xe rất là hay nhá, đặc biệt hai loa đằng sau này, hai loa đằng sau xe đập rất là mạnh. Đấy, cái này có đèn phanh này, đèn phanh phía sau. Cốp của xe rất rộng nhá, cốp này rất là rộng và rất là dài. Đây, có những cánh tiếp theo này. Đấy, mép cánh cửa keo chỉ nó vẫn còn. Tóc đi tóc đô xe thì các bác thấy bốn cánh đẹp đều, đúng không ạ? Và những cái phần gioăng cửa này, những cái phần nẹp
nẹp răng cánh cửa nó vẫn còn đẹp luôn này, nó không bị bong chóc gì. Đúng không? Đây nữa này, đây các bác thấy Camry, đúng là Camry có khác đúng không ạ. Những cái phần nẹp này, những cái răng này còn nguyên và còn đẹp luôn. Cái dòng này để mà nói thì tất nhiên là những cái người trước thì các bác biết là toàn những người có tiền người ta đi thôi đúng không ạ, cho nên là người ta rất là giữ gìn, những người có tiền người ta đi thôi, còn đi chạy dịch vụ cái dòng này thì không bao giờ rồi đúng không ạ. Em thật luôn là chấp những cái mẫu xe Vios mà tầm khoảng 2000 mấy luôn, kể cả 2009 luôn, những cái mẫu xe mà Vios mà chạy dịch vụ ra chẳng hạn thế thì chắc chắn được rằng là sẽ thua xa những mẫu xe này rồi. Cái cửa đóng con này rất là nhẹ luôn này, dùng một con tay đẩy nhẹ luôn. Đây mà chỉnh video tí đấy, dùng một con tay đẩy nhẹ bắt vào luôn nhé này. Đấy, thế cơ mà, một con tay này đấy, rất là sướng ở cái chỗ đấy luôn. Tuy rằng là đời thấp, tuy rằng là form dáng có thể là nhìn nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà về chất lượng con xe này thì quá ok rồi, quá là đảm bảo luôn. Những cái gioăng cửa này các bác xem này, đấy, những cái phần nẹp cửa này, những cái gioăng cửa này nó vẫn là rất là phồng phao luôn này. Đấy, những phần này sơn nó vẫn còn luôn, sơn zin luôn. Đấy, tiếp theo một cái cánh nữa nhá, đây các bác xem, đây lòng trong của cánh này, lòng trong cánh này, thân của nó rất là cứng nhá, cái dòng này cái tôn của nó rất là dày, tôn của nó rất chắc chắn luôn. Đấy, tắp đi cánh cửa này, đây là bộ tổng lưng hạ kính nhá. Đấy, đây các bác xem này, quá chất luôn, ngọn lề da này, da xịn quá chất luôn các bác nhá. Cái da này rất là khó rồi, kể cả em, kể cả như là xe có hỏng đi chăng nữa thì da vẫn còn nguyên luôn. Sàn của xe vẫn là sàn lý, đây các bác xem này, chủ xe vẫn giữ được cái sàn lý đẹp luôn. Đây, vách cửa này, à, những cái bàn nề cái cửa các bác thấy không, không bị có hiện tượng han dí mục mọt gì, rất là chắc chắn luôn đúng không ạ. Bộ ghế da này còn còn đẹp rồi, không bị sờn rách gì. Đây là gương nhá, đây là gương chính điện được đặt ở đây, và đây là đèn này, đèn chỉnh sáng tối này. Gioăng này nhá, gioăng còn đẹp luôn, gioăng là gioăng xịn luôn các bác nhá, chứ không phải gioăng thay bên ngoài vào đâu, gioăng xịn luôn này, kể cả gioăng ở trên này cũng vậy này. Nó cái chỗ này thì bẩn bẩn thôi nhá các bác nhá, chỗ này bẩn bẩn thôi, lau đi sạch sẽ thôi, lau đi sạch sẽ ngay. Đấy, nhưng mà các bác thấy nó không bị sờn rách gì luôn. Đây này, phải có công nhận là đẹp, công nhận Camry có khác đúng không ạ. Em không phải là khen cái chiếc xe của em đâu, nhưng mà đây em đang khen chung là cái dòng xe Camry, vì em cũng tiếp cận và cũng tiếp xúc với dòng xe Camry này rất là nhiều rồi. Đây mặt đồng hồ đây này, bây giờ em quay máy nhá, quay máy các bác xem. Máy động cơ 3.0, nhưng mà nhiên liệu thì các bác cũng biết rồi, chỉ có tầm khoảng trên dưới 10 lít thôi. Nếu mà chạy đường trường còn chưa tới 10 lít cơ, chạy đường phố thì các bác hơn 10 lít nhé. Bây giờ quay cái gầm nó luôn này, đây, gầm sàn này, không có gầm sàn của xe này, tuy rằng đời thấp này, các bác xem này. Nhiều bác thì bảo là khen những dòng này vấp đi đến nơi rồi đúng không ạ. Nhưng em nói thật luôn là những cái dòng này nó chấp những cái dòng xe taxi dịch vụ ra này chấp luôn, khẳng định luôn một điều là như vậy. Nhìn thì như kiểu là cái loại vứt đi nơi rồi đúng không ạ, nhưng mà các bác mình yên tâm nhé. Nếu bác nào mà đã từng đi Camry thì các bác biết rồi đúng không ạ, lòng này thì lòng xe lồi đồng cối đá luôn rồi. Khoang máy thì nó hơi xìn xín một chút, nhưng mà máy cực chất luôn, nó rất là êm, chạy bốc khỏe luôn các bác nhá, chạy rất là bốc khỏe luôn. Máy thì khô đét luôn, nó chỉ bẩn thôi nhưng nó khô đét luôn nhá, không có giọt dầu là chảy ra đâu. Đấy, thế đấy, cabo này. Đấy rồi, ok thì video em cũng đã quay xong rồi. Các bác quan tâm hãy alo cho bên em để tư vấn về chiếc xe này nhé. Bên em thì rất là nhiều xe để các bác lựa chọn. Các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên những mẫu video khác em đăng lên. Ngày nào thì em cũng cho lên 3-4-5 cái video của 3-4-5 cái mẫu xe để các bác tham khảo và lựa chọn. Bác nào đúng chân, phù hợp với cái chiếc xe nào thì các bác hãy gọi điện và đến xem xe trực tiếp. Số điện thoại em đọc lại nhé, 0938586307 nhé. Đấy, 8586307, đây là số điện thoại chính của bên em, có cả Zalo nữa luôn. Và địa chỉ xem xe ở tại đường Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất nhé. Đấy, nằm ở giữa bến xe Hải Tân và giữa cầu Cất luôn. Các bác đến số nhà 407 405 Lê Thành Nghị, các bác rẽ vào 100m là tới bên em.
Rồi ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những cái buổi video tiếp theo. Chúc các bác một buổi tối, một buổi chiều vui vẻ nhé.